교 도서관 식당 호텔 극장 우체국 병원 은행 백화점 약국 가게 사무실 방 의실 교실 화장실. 휴게실, 랩실, 어학실, 동아리방, 체육관, 운동장, 강당, 학생식당, 세미나실, 서점, 책상, 의자, 칠판, 문, 창문, 시계, 가방, 컴퓨터, 책, 공책, 사전, 지우개, 지도, 펜, 필통. 안녕하세요. cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, Ờ, trong ngữ pháp của bài số 2 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học mẫu câu hỏi cái này là cái gì và mẫu câu ở đây là ở đâu ờ, và phủ định của động từ y tà. Ờ, đầu tiên chúng ta sẽ đến với uh, ngữ pháp đầu tiên đó chính là câu hỏi cái này là cái gì. Các bạn sẽ có ba từ mới y cột cho cột và cự cột y cột nghĩa là cái này nó sẽ gần cả người nói và người nghe hoặc là gần người nói cho cột là ở xa cả người nói và người nghe và cái cùng cử cọt là cái đó thì nó sẽ gần người nghe xa người nói hoặc là một đồ vật mà không xuất hiện trên mặt hai người. Các bạn sẽ có mẫu câu đầu tiên, 이거슨 무시니까 이거슨 무시니까. thì chúng ta thấy cọt ở đây đóng vai trò là chủ ngữ trong câu, vì vậy nó sẽ được gắn trợ từ ưng theo sau, tiểu từ ưng theo sau và chúng ta sẽ có từ mới danh từ để hỏi 무엇 có nghĩa là cái gì và động từ trong câu này là động từ gì ạ động từ trong câu này chính là động từ ytà phải không cả nhà động từ ytà các bạn nhớ. động từ ytà chúng ta đã từng học ở trong bài 1 rồi có nghĩa là là được chưa ạ và ở trong câu này nó đang đứng ở đuôi câu nghi vấn vì vậy nó sẽ được chia là im các mua sim cái này là cái gì và câu trả lời ạ có Hütechor Noa, đà Thì cái từ đây là một cái từ mới, nó chưa có ở trong bài của các bạn nhưng nó sẽ xuất hiện ở trong bài đọc và bài nghe. Từ chó Noa có nghĩa là điện thoại di động. Câu trả lời là cái này là điện thoại di động. Câu ví dụ số hai, có Kossen mua simnica Cái kia là cái gì? Cái kia là cái gì? Và câu trả lời, Chor Kossen 저것은 텔레비전입니다. Thì từ television có nghĩa là TV. Câu hỏi số 3. 그것은 무엇입니까? Cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Và bạn này bạn muốn hỏi là cái đồ vật đó nó sẽ gần với người nghe và xa người nói đúng không ạ? Vì vậy khi mà người nghe trả lời thì bạn ý sẽ nói là cái này là một cái gì đó đúng không ạ? Thì sẽ trả lời là 이것은 라디오입니다. Và từ radio của mình ở đây là cái radio các bạn nhớ. Đó. và trong câu trả lời thì chúng ta cũng không cần phải uh, sử dụng chủ ngữ ở trong các câu này ví dụ như hỏi là cái này là cái gì các bạn chỉ cần trả lời một cách ngắn gọn là là cái điện thoại di động mà được rồi và chúng ta sẽ không cần lùng lặp lại chủ ngữ nữa nhá đó thì chúng ta nhận thấy là ba câu hỏi đầu tiên đó chính là ba câu hỏi có từ để hỏi còn chúng ta sẽ có một câu hỏi không có từ để hỏi ở dưới này ạ sinh <laughs> khung che nika cái đó có phải là quyển vở không và khi chúng ta trả lời câu hỏi không có từ để hỏi các bạn sẽ bắt đầu bằng nề 네, hoặc anio ne 네, khung che kim nida hoặc là anio che nida các bạn đã hiểu của chúng này chưa ạ? À, và sau đây thì chúng ta sẽ có một cái ngữ pháp mở rộng nữa ở trong cấu trúc này mà mình đã từng gặp ở bài 1 rồi đó nhưng đến hôm nay thì chúng ta sẽ học kỹ hơn đó chính là y cử trò cộng với danh từ có nghĩa là cái này cái đó hoặc là cái kia ở trong bài 1 các bạn đã gặp từ y đảm có nghĩa là người này đúng không ạ thì y ở đây nó chính là này và 사람 là người đúng không ví dụ chúng ta muốn nói là quyển sách này thì sẽ là 이그 친구 là người bạn đó hoặc là cho ha là cái cặp kia. Sau đây thì các bạn sẽ cùng mở sách giáo khoa trang số 53 và chúng ta sẽ cùng luyện viết ra vở các bạn nhé. Cái này chúng ta sẽ viết ra vở. Sau khi viết ra vở thì các bạn sẽ luyện nói giúp thầy. Mẫu câu như sau ạ. À, chúng ta sẽ có câu đầu tiên, bức tranh đầu tiên trong sách giáo khoa các bạn là chiếc bàn đúng không ạ? Mình sẽ biết câu hỏi là gì đây? Y 이것은 무엇입니까? Và bức tranh đầu tiên là 책상 Thì các bạn sẽ trả lời cho thầy là 책상입니다 Là cái bàn Câu thứ hai này cho 저것은 무엇입니까? Cái kia là cái gì? Bức tranh số 2 trong sách trang năm ba là cái ghế 의자 Thì các bạn sẽ biết là 의자입니다. Số 3. 무엇입니까? Cái đó là cái gì? Bức tranh số 3 là 칠판. Thì các bạn sẽ viết là 칠판입니다. Và sau đó chúng ta sẽ thay thay lại chủ ngữ là 이것. Cho bác tranh số 4. Số 5 chúng ta lại dùng lại chữ trò cọt. Số 6 chúng ta cũng cực cọt. Và sau đó các bạn sẽ viết hết 15 bức tranh như thế. Chúng ta sẽ viết toàn bộ 15 cặp câu ở đây các bạn nhé. Rồi, và sau khi viết xong thì chúng ta sẽ có kết quả là 15 câu ở dưới đây. À, các bạn cùng kiểm tra lại xem là mình đã viết đúng chính tả chưa nhá và chúng ta cùng nhau luyện tập nói những câu này để các bạn có thể nhớ nhớ từ vựng hơn. Nào, câu 1 nào. 이것은 무엇입니까? 책상입니다. 저것은 무엇입니까? 의자입니다. 그것은 무엇입니까? 칠판입니다. 이것은 무엇입니까? 문입니다. 저것은 무엇입니까? 창문입니다. 그것은 무엇입니까? 시계입니다. 이것은 무엇입니까? 가방입니다. 저것은 무엇입니까? 컴퓨터입니다. 그것은 무엇입니까? 책입니다. 이것은 무엇입니까? 공책입니다. 저것은 무엇입니까? 사전입니다. 그것은 무엇입니까? 지우개입니다. 이것은 무엇입니까? 지도입니다. 저것은 무엇입니까? 펜입니다. 뭐라고 그 공아? 그것은 무엇입니까? 펠통입니다. 아, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập nói lại cái bài này thật là nhiều lần để các bạn nhớ được từ vựng và thứ hai là các bạn sẽ uh, thành thạo được cái kỹ năng nói các bạn nhé. rồi và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với slide tiếp theo chúng ta sẽ đến với ngữ pháp thứ hai đó chính là câu hỏi là ở đây ở chỗ này là chỗ nào đây chúng ta sẽ gọi ba ba danh từ yoki Choki và cóki yoki là chỗ này gần với người nói và người nghe Choki là chỗ kia xa cả hai người cóki là chỗ đó là gần người nghe xa người nói hoặc là một địa điểm nào đó mà không xuất hiện trước mặt cả hai người chúng sẽ có mẫu câu như sau ạ yoki nên ở trong này chủ ngữ là gì đây ạ? Chủ ngữ là yoki tức là chỗ này và bởi vì bạn này mà là chủ ngữ thì cho nên chúng ta sẽ dùng trợ từ nân theo sau chữ yoki đúng không ạ? Bởi vì chữ kia này không có phụ âm cuối không có bạch chim nên mình dùng chữ nân chứ không phải dùng chữ ân đúng không ạ? Lúc nãy là à, ngữ pháp ở trên chúng ta sẽ có lại y có sân đúng không? Còn ngữ pháp này chúng ta sẽ có là gì ạ? Yoki nên được chưa? và chúng ta có danh từ để hỏi 어디, danh từ nghi vấn 어디, tức là ở đâu, chỗ này là ở đâu hoặc chỗ này là chỗ nào. 여기는 어디입니까? và câu trả lời này, 여기는 강의실입니다. 강의실, 강의실 là phòng giảng đường đúng không ạ? 저기는 어디입니까? À, chỗ kia là ở đâu, chỗ kia là chỗ nào? 저기는 학교입니다 hoặc là kōkina oti cả đúng không ạ ví dụ mình gọi điện cho bạn mình đúng không mình hỏi là bạn ơi chỗ đó là chỗ nào nhé kōkina oti mika đúng không ạ bạn trả lời thì à uh, chỗ này là trường học tôi đang ở trường học đây ạ yo kina và cũng giống như là cái biểu hiện trước thì chúng ta có thể lược bỏ cái chủ ngữ này đi mà chúng ta trả lời ngắn gọn là gì ạ khi mà bạn trả lời là ở kia là ở đâu chúng ta chỉ cần trả lời ngắn gọn là là trường học Hắc hakujima được rồi. Ba câu trên là câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta cùng xem câu hỏi không có từ để hỏi nhé. Yeogineun gyosil Ở chỗ này là phòng học có phải không ạ? Ne, gyosil Hoặc là aniyo, 도서관imnida. Rồi, biểu hiện là rất là dễ đúng không các bạn? À, sau đây thì chúng ta hãy cùng mở sách giáo khoa trong năm 2 ra và các bạn hãy làm bài tập giống như là mình đã từng làm trong năm 3 nhé. Chúng ta đặt câu hỏi là gì ạ? Yokinen oti imnika. Chỗ này là chỗ nào? Trả lời bức tranh số 1 có chữ hakkyo thì chúng ta trả lời là gì ạ? Hakkyo imnida. Câu 2, chokinen oti imnika. À, chỗ kia là chỗ nào? Thô quan -so imnida. Là thư viện, phải không cả nhà? Câu 3 거기는 어디입니까? À chỗ đó là ở đâu? 식당입니다. Và chúng ta sẽ lần lượt chúng mình số 4 sẽ dùng với chữ yo số 5 là cho số 6 là có và chúng ta cùng thay những danh từ chỉ địa điểm để chúng ta hoàn thiện được các cặp câu các bạn nhé. Rồi, và đây sẽ là kết quả của chúng mình. 여기는 어디입니까? 학교입니다. 저기는 어디입니까? 도서관입니다. 거기는 어디입니까? 식당입니다. 여기는 어디입니까? 호텔입니다. 저기는 어디입니까? 극장입니다. 거기는 어디입니까? 우체국입니다. 여기는 어디입니까 병원입니다 저기는 어디입니까 은행입니다 거기는 어디입니까 백화점입니다 ý, mình 백화점 백화점 이 논란은 왠지 조금 어려워요

nhớ được từ vựng và các bạn sẽ thực hành được kỹ năng nói, luyện kỹ năng nói tốt hơn nhé. Rồi, ngữ pháp tiếp theo ngày hôm nay chúng ta cùng học đó chính là động từ Anita. Động từ thứ hai mà chúng mình làm quen ở trong tiếng Hàn là động từ Anita có nghĩa là không phải là. Đây nó chính là động từ đối nghĩa với động từ Ita mà bài 1 chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Ita thì có nghĩa là là và Anita có nghĩa là không phải là và đây nó có là một cái động từ và khi chia động từ Anita này các bạn làm như thế nào ạ? Bước 1 là các bạn sẽ bỏ chữ ta đi. Bước hai là chúng ta xét thêm thân động từ thân động từ Anita này thì cái chữ ni đứng cạnh chữ ta này nó không có phụ âm cuối vì thế các em sẽ chia là Animita Animita và đối với cấu trúc này đối với cấu trúc này thì trước danh từ đứng trước nó nó sẽ được kết hợp với trợ từ ik nếu danh từ đứng trước có phụ âm cuối thì các bạn kết hợp với i còn không có phụ âm cuối các bạn kết hợp với k nào chúng ta cùng nhau xem xét từng ví dụ các bạn nhé câu một này cho nên nguồn ý câu này chủ ngữ là tôi trợ từ xác định chủ ngữ là nên động từ trong câu này là anita có nghĩa là không phải là và nó được chia vào thời hiện tại đúng không và dạng trang trọng animida và danh từ ở đây là ơn nguồn có nghĩa là nhân viên ngân hàng câu này có nghĩa là tôi này không phải là nhân viên ngân hàng và các bạn để ý là cái danh từ nhân viên ngân hàng ở đây nó sẽ được kết hợp cùng trợ từ y bởi vì à, chữ uân ở đây có phụ âm cuối là chữ n đúng không cả nhà cho nên ơn nguồn ý tôi không phải là nhân viên ngân hàng. Câu thứ hai, Mino Sinen Thì chúng ta quan sát thấy là danh từ ở xa này là bác sĩ và chữ xa ở đây nó không có phụ âm cuối. Vì vậy các em sẽ dùng trợ từ ca các bạn nhé. Mino Sinen Uisaga Anh Minho không phải là bác sĩ. Câu ba, 일본 사람이 아닙니다 일본 사람이 아닙니다 Câu này đã giấu chủ ngữ đi rồi Thì có thể là tôi hoặc là một ai đó nhé Không phải là người Nhật Bản Hoặc là các bạn nói là um, tôi không phải là người Hàn Quốc đâu Tôi là người Việt Nam Thì chúng ta có thể nói là gì ạ 한국 사람이 아닙니다 Việt Nam 사람입니다 Đúng không cả nhà Câu số 4 này 이 사람은 제 친구가 아닙니다 thì 이 사람 ở đây là bài một chúng mình học rồi có nghĩa là người này đúng không? Chế chinh củ người bạn của tôi chề là mình cũng học rồi chề là của tôi đúng không ạ? Người này không phải là người bạn của tôi hoặc là chúng ta ứng dụng luôn mẫu câu hai mẫu câu mà chúng ta vừa học ở trên chúng ta sẽ nói là cái kia không phải là quyển vở cho 것은 공책이 아닙니다. đằng kia không phải là trường học 저기는 cô cả hai nhìn gì các bạn đã hiểu cái ngữ pháp này chưa ạ cái ngữ pháp tiết 1 như vậy là kết thúc ở đây à, chúng ta có một phần ngữ pháp của tiết số 2 nữa các bạn có thể chép ngữ pháp luôn nhé cái ngữ pháp số 2 này thì chúng ta sẽ học trợ từ IK là trợ từ để xác định chủ ngữ trong câu. Về cơ bản thì trợ từ IK và trợ từ ân nhân thì nó vẫn có những điểm khác biệt với nhau. Nhưng tuy nhiên cách dùng khác nhau của nó thì chúng ta sẽ được học ở những cấp cao hơn. Còn về cơ bản thì khoảng 80 cho đến 90% thì trợ từ ân nhân và trợ từ IK sẽ được dùng giống nhau. Đây là chính là trợ từ để xác định chủ ngữ ở trong câu. Nếu danh từ chủ ngữ phía trước có phụ âm cuối các bạn cho kết hợp với y còn không có phụ âm cuối các bạn sẽ cho kết hợp với k lúc nãy chúng ta đã học là y có xương múa cả thì bây giờ chúng ta có thể chúng ta có thể thay trợ từ ưng bằng trợ từ y là chúng ta sẽ có câu là y có xỉ mua xỉ cả hai câu này thì giống nhau đều có nghĩa là cái này là cái gì đúng không ạ y có xương hoặc là y có xỉ câu trả lời y có xỉ 책임이다. À, thì các bạn có thể là dùng 이것은 hoặc 이것이 trong này đều được các bạn nhé. 여기가 어디입니까? Lúc nãy mình học là 여기는 어디입니까? Bây giờ chúng ta có thể đổi thành là 여기가 어디입니까? 여기가 교실입니다. À, chỗ này là phòng học đúng không ạ? 아빠가 의사입니다. 아빠 thì ở đây các bạn có thể dùng là 아빠는 chính xác nhé 아빠는 à, bố là bác sĩ ạ thì chúng ta thể là 아빠는 hoặc là 아빠가 의사입니다 rồi câu số tiếp theo 선생님이 한국 사람입니다 câu này có nghĩa là giáo viên thầy giáo hoặc cô giáo là người Hàn Quốc các bạn có thể nói là 선생님은 hoặc là 선생님이 한국 사람 imida và có một điểm lưu ý ở đây đó chính là cho nên cho nên và na nên khi các bạn kết hợp chữ trò với chữ na cùng với tiểu từ ik thì chúng ta sẽ phải đổi thành là chê ca hoặc là nè ca các bạn không được để là trò ca nhất trò ca là sai và nà ca cũng là sai mình buộc phải để là chê ca và nè ca JK và NK như vậy uh, khi chúng ta nói là tôi là Hương đúng không ạ các bạn có thể nói là 저는 나는 제가 내가 흥입니다 và cuối cùng thì chúng ta sẽ học cấu trúc cuối cùng của bài số hai à, chúng ta sẽ ra làm quen với trợ từ e tiểu từ e Ờ, chợ từ e sẽ gắn sau danh từ chỉ địa điểm để xác định nơi tồn tại của sự vật có nghĩa là ở một địa điểm nào đó thì có tồn tại có hoặc là không có một vật gì đó hoặc là một ai đó và chúng ta sẽ làm quen với một cặp động từ tiếp theo ở trong tiếng Hàn đó chính là cặp động từ tồn tại sở hữu itta và opta. it ta thì có nghĩa là có còn opta thì có nghĩa là không có tại sao ở đây là gọi là động từ tồn tại ạ à? động từ tồn tại có nghĩa là có một vật gì đó hoặc không có một vật gì đó nó đang tồn tại à, tại sao gọi là động từ sở hữu bạn động từ sở hữu có thể là tôi đang có tôi có quyển sách tôi có quyền vở tôi có tiền đúng không ạ tôi có một người bạn Hàn Quốc nó là động từ tồn tại và sở hữu ở trong tiếng Hàn động từ này được chia như thế nào ạ ita thì chúng mình sẽ bỏ chữ ta đi chúng mình xét thấy thân động từ chữ it này có phụ âm cuối vì vậy các em sẽ chia là itsumida và opta này cũng tương tự chúng ta sẽ chia là opsumida và đối với cấu trúc này thì cái danh từ đằng trước cái danh từ đằng trước các bạn cũng sẽ kết hợp với trợ từ ik nếu danh từ có phụ âm cuối các em sẽ kết hợp với trợ từ y còn không có các em sẽ kết hợp với trợ từ k bây giờ chúng ta cùng xem ví dụ ở đây để chúng mình hiểu hơn nhé câu đầu tiên này chúng ta xem cái thành phần ở sau trước ạ hắc sen y ismita hắc sen y ismita có nghĩa là có học sinh, có học sinh và nếu mà chúng ta thêm cái trạng từ chỉ địa điểm ở đây nữa là xích 학생이 있습니다 học sinh nghỉ thì còn có nghĩa là gì ạ có học sinh ở nhà ăn có học sinh ở nhà ăn phải không cả nhà rồi câu số 2 교실에 책상이 đê câu này có nghĩa là gì ạ có cái bàn ở trong phòng học hoa trang đê Opsumnida thì động từ tà đây chính là phủ định các bạn để ý các bạn để ý viết chính tả và phát âm nhé Opsumnida câu này có nghĩa là trong nhà vệ sinh thì không có người câu số 4 Chegi che kabange hupsimida. thì câu này các bạn có thấy là có điểm gì đặc biệt không ạ? đó chính là thầy đã đổi cái vị trí của danh từ lên đầu và thầy đã đổi cái vị trí của trạng từ chỉ địa điểm ra đằng sau. nhưng tuy nhiên câu này nghĩa không đổi. À, câu này nghĩa không đổi bởi vì làm sao ạ? đã có trạng từ xác định chức năng của các bạn này rồi đúng không ạ? rồi có hoặc là không có một cái gì đó thì sẽ đi với trạng từ sẽ đi với chợ từ y còn địa điểm sẽ đi với chợ từ e như vậy con này sẽ là gì ạ quyển sách thì không có trong cặp của tôi được không ạ trong tiếng việt của mình cũng dạy các bạn có thể nói là trong cặp của tôi không có quyển sách hoặc là gì ạ trong quyển sách không có trong cặp của tôi rồi chúng ta hãy thử đến với câu hỏi các bạn nhé lập gì không biểu thổ ca trong phòng lát thì có máy tính không ạ nè ismida anh yo rồi, ngoài ra chúng ta sẽ có một câu hỏi nữa. Samusire mousi isemnika. Đây chính là câu hỏi, hỏi là có đồ vật gì đó, có cái gì ở đâu đúng không ạ? Câu hỏi này có nghĩa là gì ạ? Ở trong à, văn phòng thì có cái gì đúng không? Có cái gì đấy ạ? Mousi ta Thì chúng ta sẽ thay cái danh từ đồ vật và, bằng cái danh từ nghi vấn múa. ở đây thì có nghĩa là gì ạ? À có cái gì ở trong? Ừ, phòng học đúng không ạ? Câu trả lời computer ga mani có nghĩa là có nhiều máy tính thì chúng ta sẽ có một cái phó từ mà mình sẽ làm quen đó chính là phó từ chỉ mức độ mà nhi đúng không ạ? Cái này phát âm là gì ạ? Mà nhi các bạn nhé mà nhi mà nhi đó âm hát sẽ bị câm đúng không ạ? Có nghĩa là nhiều computer có mani có nhiều máy tính có nhiều máy tính rồi, nội dung bài học số 2 thì kết thúc ở đây. À, các bạn à, chép ngữ pháp và cùng nhau luyện tập để chúng ta thành hạo hơn ngữ pháp của bài này nhé.